Để làm rõ những khuất tất xung quanh việc Vinclasada, Yên Mỹ, Hưng Yên có dấu hiệu cố tình lấn chiếm đất của người dân, phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ. Tại buổi làm việc, khi được phóng viên đề nghị trả lời câu hỏi về dự án khu công nghiệp Vinclasada Yên Mỹ có nguồn vốn đầu tư là ngân sách nhà nước hay nguồn vốn từ doanh nghiệp, tuy nhiên ông Dũng không trả lời được và đùn đẩy cho chủ đầu tư. Cái này thì thuộc lĩnh vực của chủ đầu tư. Cái này nằm ngoài cái cổng sản phẩm, tôi không trả lời. Cũng tại buổi làm việc, nhiều câu hỏi của phóng viên đề ra nhưng ông Dũng không trả lời được và đề nghị phóng viên làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ. Tiếp đó, khi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ, phóng viên đề nghị được cung cấp phương án bồi thường, hỗ trợ đất cho người dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ, thì ông Tráng vòng vo không cung cấp với lý do chưa được sự đồng ý của lãnh đạo huyện. Khi được phóng viên hỏi về việc diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng và bàn giao lại cho chủ đầu tư cho đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu hecta, thì bất ngờ đại diện Ban Quản lý Dự án trả lời rằng không nắm rõ số liệu. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, nhiều hộ dân đã ra khu cánh đồng Sa Cộc và thuê máy để múc phần đất đã bị công ty cổ phần Vinclasada Yên Mỹ lấn chiếm. Hôm với công ty anh Tuấn anh bảo thôi các cụ để cho chúng cháu xúc, tức là các anh rất khôn, xúc cái vẹn cái anh vén lên, vén cho cái. Nhưng mà ý kiến của tôi thay hộ cho 60 hộ dân, hơn 60 hộ dân, chúng tôi bảo các anh không lấy ruộng của chúng tôi, các anh đổ cát vào. Đổ trước, đổ sau, xúc sau. Tức là ý tôi là các anh phải xúc từ đằng kia lại. Giải giả dân ruộng dân chúng tôi, nhưng các anh có ý kiến gì đâu, không ý kiến gì cả. Thế cho nên buộc là hôm nay chúng tôi phải làm. Vì cái công ty làm sai quy trình, chưa đủ thủ tục mà anh đã sàn nấp như vậy thì đề nghị cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Công phải xử lý cho nó nghiêm minh theo đúng pháp luật. Tất cả mọi thủ tục về giấy tờ đất cát các thứ là chưa lo tuần tự, chưa đâu vào mấy đâu cả. Chưa có một cái trình tự nào để giao đất cho các ông giữa dân và công ty cả. Thế nhưng mà là các ông là cứ sàn nấp tràn lan luôn. Vậy là đã đơn kiện như vậy là đi khắp các nơi rồi. Từ xã đến huyện đến tỉnh như vậy là không biết bao nhiêu lần rồi. Đến Bộ Tài nguyên Môi trường này cũng có rồi đây. Trả lời ở đây nhưng mà các ông cứ làm ngơ. Chả có ông nào là có giải quyết được cả. Đã 3-4 lần là chúng tôi đã tự động chúng tôi là giải quyết để ngăn chặn cái tình trạng tràn lan này. Mà các ông về đến đây thậm chí là ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch huyện đây đã giải quyết rồi. Nhưng mà về họp rồi cũng có đến hàng tập văn bản đấy. Nhưng mà cũng chưa đâu mới đâu cả. Trước đó, vào năm 2019, người dân thôn Thư Thị, xã Tân Lập đã nhận được các quyết định về việc thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ, Hưng Yên. Hộ ông Trần Đình Hưng là một trong những hộ không đồng ý nhận tiền đền bù của chủ đầu tư, nhưng vẫn nhận được các thông báo và quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ do ông Phạm Trần Hoạt ký về hoạt động thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ dự án. Đưa cái thông báo ngay giờ là thu hồi đất, thế nhưng mà là thu hồi đất thì người ta đã đổ từ bao giờ rồi thì mới đưa đấy, đúng ra là đến, bởi vì là đến ngày 29 tháng 11 mới đưa quyết định thu hồi đất, thế mà người ta đổ mấy tháng rồi thì bà con nhân dân chúng tôi mới biết là thu hồi đất đấy. Thế thì xong đến lúc ngày 29 là đưa quyết định xong rồi bảo mùng 1 mùng 2 lên lấy tiền. Thế thì cũng có bà con là cứ ngơ ngác, họp không họp, bàn không bàn. Thế thì cũng có người cứ đi hỏi nhau, thế thì cũng có người lên lấy, cũng có người bảo bây giờ là giá cả chả biết bao nhiêu cả, cứ lên trên đây thì ông bảo đây như thế này, thì là bà con lấy thôi. Thế thì trong đó thì tôi cũng là chưa lấy tiền. Từ năm 2019 đến năm 2020, công ty cổ phần khu công nghiệp Vinclasada Yên Mỹ, Hưng Yên đã thực hiện các hành vi đổ đất, cát, lấn chiếm ruộng đất và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Sự việc trên diễn ra trong một thời gian dài khiến người dân bất bình và nhiều lần khiếu kiện tới các cấp tỉnh Hưng Yên. Đến tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt công ty Vinclasada Yên Mỹ với tổng số tiền là 800 triệu đồng về việc lấn chiếm ruộng đất và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Qua đây, người dân đặt ra câu hỏi vì sao Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ ra quyết định thu hồi đất trong khi chưa được sự đồng thuận của người dân về mức đền bù, để rồi phía công ty Viglacera Yên Mỹ có cớ để cố tình lấn chiếm đất của người dân. Khi công ty Viglacera Yên Mỹ bị xử phạt 800 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm đất, thì Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ có vi phạm hay không khi ra các quyết định thu hồi đất của người dân để giao cho chủ đầu tư là một doanh nghiệp thực hiện dự án khi chưa được sự đồng thuận của người dân? Đến nay, các quyết định này sau nhiều tháng ban hành nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.